Hello, món ngon, xin chào tất cả các bạn. Hôm nay thì mình xin chia sẻ đến các bạn cách làm món ăn sáng từ bánh mì sandwich nhé. Món này đó các bạn thì mình sẽ làm nhân là khoai tây và phô mai nha. Đầu tiên thì mình sẽ đi gọt khoai tây. Khoai tây thì mình sẽ dùng là 250g nha các bạn. Mình xắt khoai ra thành những cái miếng vừa vừa để mình nấu cho nó mau chín nha. Rồi khoai thì mình cắt xong rồi các bạn, bây giờ mình sẽ đem đi rửa luôn. Mình cho khoai vào trong cái nồi nha. Rồi cho nước vào để mình luộc luôn. Bây giờ mình sẽ bắt đầu luộc khoai nha, và mình sẽ luộc trong vòng 15 phút. Wow, nãy giờ mình nấu được 15 phút rồi đó các bạn ơi. Bây giờ mình thử để coi khoai của mình nó đã chín chưa nha. Các bạn lấy một chiếc đũa nè, mình đâm vào trong cái củ khoai gì nè ha, nó xuyên qua vậy là chín này. Rồi bây giờ mình sẽ vớt mình để vô trong một cái rây luôn nè, cho nó rõ nước xuống đó các bạn. Khoai này thì các bạn nên nghiền lúc mà nó còn nóng như vậy luôn nha. Thì mình sẽ rất là dễ nghiền, mình để lên như vậy mình nghiền luôn nha các bạn. Mình nghiền xong rồi, giờ mình sẽ cho vào một muỗng canh đường nhé. Mình trộn đều lên nha. Bạn nào thích ăn ngọt hơn thì mình có thể thêm đường nha. Còn không thích ăn ngọt thì các bạn giảm lượng đường lại. Rồi tiếp theo thì mình sẽ đi cắt phô mai. Đây là phô mai mozzarella nha các bạn. Phô mai này thì mình mua ở trong siêu thị á. Rồi phô mai này thì mình sẽ cắt ra nha. Mình cắt vừa đủ mình ăn thôi nha các bạn. Bạn nào thích ăn phô mai nhiều thì các bạn cho vào trong cái nhân nhiều nhiều xíu. Đây ở đây mình dùng tầm khoảng 50g nha. Rồi đến cái phần bánh mì sandwich này đó các bạn. Thì bây giờ mình sẽ cắt nó ra nha. Cái phần viền bánh mì này nè các bạn, mình đừng có bỏ đi nha, rất là lãng phí. Mình sẽ xắt nó vuông vuông á các bạn, để dành mình ngào đường ăn rất là ngon á. Bây giờ thì mình sẽ dùng một cái chai để mình cán bánh mì cho nó nhẹp ra nha. Các bạn cán cho nó nhẹp như thế này là được rồi nha. Giờ thì mình sẽ cán cho đến khi nào hết mấy cái miếng bánh mì này nha. Và đây là cái phần bánh mì mà mình đã cán cho nó nhẹp ra xong rồi. Tiếp theo là mình sẽ đi pha cái phần nước bột nha. Mình sẽ cho vào trong chén là nửa muỗng canh bột mì. Và cho vào đây là một muỗng canh nước nha. Sau đó mình khuấy đều lên. Mình thấy cái phần nước bột này nó để mình dán cái bánh cho nó dính lại nha các bạn. Mình lấy một cái miếng bánh mì mà mình đã cán nhẹp ra đây. Rồi mình cho lên đây là một ít khoai tây. Các bạn cán ra như vậy nè, cán cho nó hơi mỏng mỏng ra ha. Rồi sau đó mình sẽ cho lên đây là, đây, mình sẽ cho phô mai lên ngay giữa ha. Rồi tiếp tục mình sẽ cho lên một lớp khoai tây nữa. Rồi mình sẽ ốp cái miếng bánh mì lại như vậy ha. Và trước khi ốp lại thì các bạn trét lên một ít bột mì để cho nó dính lại. Mình chét hai cái đường này ha các bạn. Rồi sau đó mình sẽ dán lại nha. Mình bóp lại như nè, cho nó dính chặt lại. Mình cắt chưa ngay thì các bạn có thể dùng kéo nè, mình tỉa lại cho nó cái đường nó láng láng nó đẹp ha. Đó, thành cái hình tam giác nha. Mình dùng một cái đĩa các bạn. Đó, bắt đầu mình sẽ ấn xuống như nè, để cho hai cái mối nối này nó dính chặt lại với nhau, nó không có bị hở ra đó. Ta-da, như vậy là xong rồi đó các bạn. Mình sẽ đập vào trong tô là hai cái trứng ha. Đánh đều cho trứng này nó hòa tan ngay các bạn. Trứng này thì mình dùng để mình nhúng cái phần bánh qua đó. Bột xù thì mình sẽ dùng khoảng 100g. Rồi bây giờ thì mình sẽ bắt đầu nhúng cái bánh này qua trứng rồi qua bột xù. Mình sẽ nhúng qua trứng trước.
mình nhúng đều hai mặt luôn ha. Rồi, tiếp theo là sẽ cho qua bột xù. Nhúng đều hai mặt luôn. Các bạn phủ lên cho nó thật là nhiều bột xù nè. Chỉ ăn cho nó giòn giòn. Đó, như vậy là xong rồi đó các bạn. Đó, mình nhúng xong phần bột rồi. Thì mình để qua một bên ha. Rồi bánh thì mình đã nhúng qua bột xù xong hết rồi nha. Bây giờ thì mình đem đi chiên thôi. Mình bắt anh đếm một cái chảo ha. Để cho cái chảo này nó nóng nóng á, cái mình sẽ đổ dầu vô. Mình làm cái món này đó các bạn, thì mình sẽ chiên cho nó hơi ngập dầu xíu nha. Dầu nóng lên á, thì mình sẽ thả cái bánh vô. Lần lượt mình sẽ cho từng cái vô nha. Mình dùng cái chảo to đó các bạn, thì mình sẽ chiên một lần nhiều cái hơn. Cái chảo này thì mình sẽ chiên tầm khoảng 5 đến 6 cái luôn á. Mình chuẩn bị một cái rổ nha các bạn, để mình đựng bánh đó. Và lót vào trong cái rổ này là một miếng giấy thấm dầu luôn. Ô, bánh của mình nó vàng rồi các bạn ơi, trở nhanh tay lên để hơi nó khét mất. Khi chiên á thì mình để lửa vừa thôi, đừng để lửa lớn nha các bạn, lửa lớn thì nó nhanh khét lắm. Wow, lúc này thì mình nghe mùi rất là thơm luôn đó các bạn. Chờ một chút xíu nữa cho cái mặt dưới nó vàng rồi mình sẽ gấp ra. Đây, để mình coi coi nó vàng chưa nha. Ui, vàng rồi các bạn ơi, gấp ra nhanh lên. Bánh này mình chiên rất là mau chín luôn á, rất là mau vàng. Rồi mình sẽ chiên những cái còn lại nè. Mình được 12 cái bánh đó các bạn. Về cái món này nè các bạn, mình phải tranh thủ mình ăn lúc mà nó còn nóng nha, thì phô mai nó mới tan chảy đó. Đây, bây giờ mình vẽ lên các bạn cùng xem bên trong nha. Wow, nó rất là giòn luôn đó. Wow, các bạn nhìn thấy phô mai không nè, phô mai nó chảy ra nè. Nhìn rất là hấp dẫn luôn. Bánh ăn rất là ngon luôn các bạn, giòn giòn nè, có phô mai mình ăn cái vị nó béo béo nè, kết hợp với lại tương ớt với lại mayonnaise thì nó có cái vị cây cây nè. Nói chung là cái món này ăn cực kỳ ngon luôn. Các bạn ơi, ở nhà các bạn hãy làm thử cái món này ăn đi nha. Các bạn ơi, các bạn xem video nếu mà thấy thích á, các bạn hãy nhớ cho mình một like nha, chia sẻ và đăng ký để ủng hộ mình. Bây giờ thì mình xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau. Bye bye.